Chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình sáng ngày hôm nay, ngày 31 tháng 8. Thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bến Tre, tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, Bến Tre ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, trong khu cách ly và phong tỏa là 4 ca và ngoài cộng đồng là 7 ca. Thì trong cộng đồng 7 ca, có 6 ca là do chiến dịch test nhanh tầm soát. Thì 11 ca mắc mới bao gồm là ổ dịch công ty CB ở Châu Thành là 2 ca, ở Quế Thành và Phú Túc, Châu Thành. Thì Châu Thành là 5 ca ở ấp 4 và Phước Tự, xã An Khánh. Thì 4 ca test nhanh chiến dịch tầm soát dương tính, đang điều tra dịch tễ. Và Tân Huệ Đông, xã Tân Thạch do tiếp xúc với F0. Thì Dòng Trôm là 1 ca ở Tân Phước, xã Tân Thanh do tiếp xúc với F0. Chợ Lách là 2 ca ở Hòa Thạnh, xã Hòa Nghĩa test nhanh chiến dịch dương tính, đang điều tra dịch tễ. Thì ngoài tỉnh về có 1 ca ở Thạnh An, Vĩnh Thạnh, tỉnh Cần Thơ, là tài xế xe tải có địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, đi giao hàng nhiều nơi, đến chốt cầu Rạch Miễu test nhanh dương tính, chưa vào Bến Tre. Thì tính đến sáng ngày hôm nay, Bến Tre có 1.751 ca dương tính với COVID-19, vẫn là 42 ca tử vong, và Bến Tre đã có 1.214 ca đã ra viện. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.